nhằm gây quỹ cho chương trình khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Câu lạc bộ Dược y bác sĩ tình nguyện vừa tổ chức bán đấu giá tranh trong khuôn khổ chương trình Gala bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này đã kết nối các họa sĩ của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các họa sĩ câu lạc bộ họa sĩ nữ Ngân Hà trực thuộc Nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Có 22 bức tranh của các họa sĩ được bán đấu giá với tổng số tiền thu được là 174 triệu đồng. Trong đó, họa sĩ Đoàn Việt Tiến đấu giá thành công 3 bức tranh được 105 triệu đồng. Tất cả số tiền này sẽ dùng vào công tác khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Được biết, câu lạc bộ Dược y bác sĩ tình nguyện tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo từ năm 2009 đến nay đã thực hiện tổng cộng 126 lần, trong đó có 29 lần khám phát thuốc miễn phí ở phía Bắc.